Sáng ngày 9 tháng 1, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với văn phòng chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có ông Trần Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Để thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, ngành công an đã ra quân thực hiện việc kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương với tinh thần không có ngoại lệ, không có dùng cấm. Qua đó đã xử lý trên 770.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 23,04% tổng số vi phạm. Trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thùng xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản. Ông Khuất Diệt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, năm 2023, toàn quốc xảy ra trên 22.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 11.600 người, bị thương trên 15.000 người. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm về số vụ và số người chết. Cụ thể giảm 1.285 vụ, giảm 5,5% giảm 1.922 người chết, giảm 14,18%. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã xảy ra 331 vụ tai nạn giao thông, làm chết 273 người, bị thương 116 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 2 tiêu chí về số vụ và số người chết. Trong đó, tai nạn giao thông có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia, là 101 vụ, chiếm 30,5%, làm chết 86 người, bị thương 23 người. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông toàn quốc năm 2023 vẫn còn một số tồn tại hạn chế như còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội, số người bị thương do tai nạn giao thông còn tăng. Tình trạng tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh thành phố. Tình trạng ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hóa lên phương tiện khiến cho hàng hóa bị rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông chưa được xử lý triệt để nguyên nhân do hiệu lực thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông ở một số địa phương còn hạn chế. Sự phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa các cơ quan, lực lượng có nơi, có lúc chưa chặt chẽ. Có việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông chỉ là trách nhiệm của ngành giao thông vận tải và công an. Ý thức chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông, lái xe và chủ doanh nghiệp còn yếu kém. Cấp ủy chính quyền và lực lượng chức năng ở một số địa phương còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, có nơi ỷ lại hoàn toàn vào lực lượng chức năng.